Quý vị ơi, Hương Lan vừa ở Việt Nam đi 2 tuần, hai vợ chồng đi mới về, về tới cái dàn hôm qua này đã cho Hương Lan được con trái như thế này. À, hả? À, hả? Đây, dàn chỉ có thế này thôi, mà trái thì rất là to. À, mình qua đây cho quý vị coi là mình cắt được mấy cái đậu bắp mà to vậy nè. Đậu bắp thì nó là như đây. Là trái dưa gan hay dưa gì mà nó to quá, nhưng mà còn đây là trái nè, được nè, thấy không? Đây là hai trái, còn một trái nằm ở đây nè, còn đó nè, nằm ở đây nè. Oh. Cái này to chưa đó, để hơn. Oh my. Và đây, cây nhãn. Nhãn rất nhiều trái mà trái còn nhỏ lắm. Và đây, quý vị có thấy trái bầu chưa? Trái bầu. Wow. Đó là sơ sơ cho quý vị coi, đi có 2 tuần thôi, về nó đầy trái hết. Lan rất là vui. Mời quý vị cùng chia sẻ niềm vui của Lan với cái vườn cây nhà rau cát của mình. Gọi là cái giống bưởi ổi của một người bạn thân đã tặng cho Hương Lan. Đây, to, trái nhiều lắm nè, trái to. Cây bưởi này rất là đẹp. Cây bưởi này được nuôi cũng trên 30 năm, gần 40 năm cây bưởi này. Một người bạn khi hai vợ chồng mua ở nhà này thì đã muốn nguyên cái cây bưởi đem lại để tặng cho Hương Lan. Okay.
tỏa mới cắt cho trái bầu. Lên cây bồ đề mình là nghĩ đây là một cái điều rất là may mắn.